Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Bây giờ muốn đi tìm được giá trị nhỏ nhất, thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ bảng sách giáo của cái phương trình này. Chúng ta có x, x bằng 0 là nghiệm của phương trình của x nha. X cộng 6 bằng 0 thì chúng ta có trừ 6. Và x trừ 8 bằng 0 chúng ta có số 8. Bây giờ chúng ta sẽ xét từng cục nha. Tại vị trí này chúng ta có x. Hệ số của chúng ta là số 1. Số 1 là số dương cho nên dấu ở bên đây nè sẽ là dấu cộng. Và số 0 là dấu trừ. Tiếp tục x cộng 6 mũ 2023. 2023 là số lẻ cho nên hệ số kế bên chữ x là số 1 cho nên dấu ở đây sẽ là dấu cộng. Và số 0 là dấu trừ. Nhưng cái mũ ở 2024, cái mũ này là mũ chẵn. Cho nên dấu cả hai bên dấu không bên trái bên phải đều là số dương. Tại vì á mũ chẵn lúc nào cũng ra số dương. Bây giờ chúng ta kết hợp lại trừ trừ cộng ra cộng. Cái này ra trừ cộng cộng. Như vậy chúng ta đã có f(x) thì chúng ta biết khi chúng ta có f(x) chúng ta có thể vẽ cái hình vẽ của f(x). Đối với khu vực f(x) là số dương, có nghĩa là f(x) là đồng biến nó sẽ đi lên. Còn số âm nó sẽ đi xuống. Còn này là phần dương nó sẽ đi lên nè. Sau đó tiếp tục đi lên nữa. Cho nên mình kéo này xuống tí nha. Như vậy, để chỉ xét từ âm 1 cho đến số 9, thì chúng ta có âm 1 nằm ở đây, số 9 nằm ở đây. Như vậy, nếu chúng ta kéo này xuống thì chúng ta sẽ có F-1 nằm ở đây. Và F-9 thì nằm ở phía này. Đề chỉ muốn đi tìm giá trị nhỏ nhất. Khu vực giá trị nhỏ nhất chính là ở khu vực này, chính là F0. Chúng ta chỉ cần dựa vào đồ thị thôi, F1 thì đang đi xuống, sau đó F0 nó đi lên lại. Thì chúng ta thấy rõ F0 chính là vị trí giá trị nhỏ nhất. Như vậy A của chúng ta sẽ bằng 0. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.